lại. Xoay con kia. Mày không có mắt à? Hay mắt mày mù? Mà mày đâm phải bố mày không biết mở cái mồm, mày xin lỗi. Mày bảo ai mù ấy? Bố mày bảo mày đấy. Cái loại đàn bà con gái mà hở trên hở dưới lại còn khuyết tật cả não nữa à? Mày sủa thêm câu nữa ta xem nào. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Mày giỏi mày mà ăn bố luôn đấy. Này, hổ không gầm không có nghĩa là rừng xanh vô chủ nhá. Bố mày sẽ cho mày biết thế nào ở lễ độ. Oh shit! Oh shit! Sợ đó. Tam Phương Liệt Truyện, Tinh Ca Chiến Thuật